Lúc bấy giờ trên cánh đồng chiêm Bắc Việt, bên con rạch nhỏ Đồng Nai, trong đám rừng sâu Trung Việt, phút chốc liệt vị đã trở nên người thiên cổ. Sự nghiệp đáng không không đeo đeo đuổi, tôi cũng đành gián đoạn nửa đường. Chỉ tang vòng hàng mong thực hiện, tôi cũng đành ôm hận nhìn thu. Mô đất lạ chôn vùi thân bách chiến, đám sương mù tàn tạ mạnh chinh y. Đành rằng chốn trần gian nào ai mong sống mãi, nhưng lúc quốc thù chưa gội rửa, chỉ làm trai chưa toại mộng hải hồ, thì hận tuyền đài ngắn làm sáo dòng huyết lệ. Lại còn người thân kẻ thuộc, ơn cù lao nghĩa vợ chồng, tình huynh đệ bao tình cảm, sao nỡ dứt cho đành. Nhưng non nước Việt vẫn thăm tươi cùng thảo mộc, dòng lạc hồng còn tồn tại với thời gian. Đêm nay gió lộng trên đồi thông đang nổi dậy, ánh lửa hồng đang mờ tỏ từng hồi. Chiến sĩ trần vong, chúng tôi không cầu an lạc dễ dàng, mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Nhưng rồi cũng có lúc chỉ tuy còn mong tiến bước, nhưng sức không kham nổi đoạn đường. Chúng tôi cần được dắt dìu. Chiến sĩ trận vong, có linh thiêng hãy chỉ lối đưa đường, hãy nung nấu tâm can chúng tôi với ngọn lửa thiêng truyền thống.